Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh ký game của mình Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thánh Giới Đã rất lâu rồi gọi là rất lâu rồi kênh mình mới quay trở lại với Thánh Giới Tuy rằng ngày xưa mình lên Thánh Giới khá là nhiều Thật ra tại sao nó lại phải câu chuyện lâu như vậy Bởi vì để mà Thánh Giới tôn ngộ không Giai đoạn này cũng khá là tranh vênh trong cái meta bản hiện tại Khi mà Dương Tiễn được búp rồi Thiên Đế lên ngôi Rồi Quan Âm lên ngôi Hoặc là Bạch Cổ Tinh lên ngôi riêng là thánh với yêu đợt này nó hơi lùng cùng một tí thì mong rằng clip này có thể giúp các bạn cải thiện thêm hoặc là có những cái lối bi mới hơn cho thánh thật ra thì thánh vẫn luôn luôn mạnh thôi chỉ có là bây giờ không mạnh không thể mạnh hơn được nữa khi mà ra tướng kim rồi hoặc là ra quá nhiều hiệu ứng chúng ta đến với đội hình thánh giới của bạn tên nhân vật là, là ổ thế à 11 tỷ lực chiến ở server tây du 50 thì uh, nick này thì gọi là nick à, uh, tạm gọi là nick tốt đi nick tốt đi đấy đúng không coi mình xem nè ở uh, nạp khoảng tầm hai mươi mấy triệu, hai mươi bốn triệu thì hai mươi bốn triệu mà chúng ta chia cho ba uh, trăm ngày đúng không là mười tháng nghĩa là mỗi tháng nạp uh, khoảng hai triệu tư thì cũng thuộc dạng là nick tính cho nó dễ hình dung uh, nick tốp thì tất nhiên là sẽ có thần long đỉnh và hỗn độn liên với việc mà có thần long đỉnh hay hỗn độn liên thì hầu như cái việc các bạn sẽ khắc phục lại được cái vấn đề thọt ist hay là vấn đề các bạn bị thọt đảo, đảo đúng không Đấy, nick bạn này thì cũng tích đồ khá là nhiều nhìn chung như thế hiểu được là chủ nick đang có những cái kế hoạch riêng cho bản thân mình tại sao mình lại vào cái nick account cao này bởi vì đây là một account cao nó có những lối bi mới hơn ờ à, mình rất khuyến khích và mình rất mong chờ các bạn gửi cho mình rất nhiều account cao có những cái lối bi hay hơn nữa những cái kiểu hình bay hơn để cho các bạn hay là chúng ta cũng những người xem kênh có những cái trải nghiệm mới từ đó có quyết định lựa chọn phù hợp với cái lối bi hợp cho mình bây giờ khá là tranh vinh đúng không bây giờ thì uh, tôn ngộ không thì cũng đã ở ổn định được rồi và bây giờ chúng ta thấy trên màn hình của chúng ta là một tôn ngộ không với bộ thiên kỹ mới đó là sự xuất hiện cố chấp với việc mà cửu linh thánh xuất hiện ấy từ ngày cửu linh thánh xuất hiện thì ngộ không đúng là <laughs> bị rơi xuống đáy khá là đau bởi vì ngộ không là ngộ không là đam rất là to chứ kể nó là đam bảo kích bảo kích rồi kết hợp với bạo thương rồi thứ hai là kết hợp với câu chuyện liên kích của nó nữa nên nó dồn đam rất là nhanh mà khi mà nó dồn đam như thế thì nó không phải là dồn đam toàn diện bạn toàn diện như là ở Nata mà nó sẽ dồn đam vào một một số thành phần cụ thể thì nếu mà cái thành phần cụ thể đó nó là kiểu liên thánh thì hầu như là ngộ không dính đòn để khắc phục được cái điểm yếu đó thì chủ nick đã lắp cố chấp vào và chạy du long quy hải nghĩa là đây là vẫn là một ngộ không sát thủ và kết hợp với chân quân liên thánh để bổ sung cái lượng đam phần trăm sát tương lên để tạo lên cái tình huống uh, phần trăm sát thương cao, có tích diệt, có chạy tăng phần trăm sát thương và chạy thêm phần trăm tấn công nữa. Uh, các bạn cũng hiểu rồi, tôn ngộ không là một trong những phần tướng đánh bảo kích. Uh, sau khi mà tôn ngộ không ra kỹ năng, thì hầu như là tôn ngộ không sẽ là Ờ, đánh liên kích luôn chưa kể là thức tỉnh thì tôn ngộ không có cái trạng thái hỏa nhãn kim tinh cái trạng thái hỏa nhãn kim tinh này nó tương ứng với cái thần thông hỏa nhãn kim tinh nó sẽ kháng khống chế vòng một vòng hai khá là tốt nhưng mấy vòng sau thì hầu như cái hỏa nhãn kim tinh này nó, nó sẽ bị mất thôi và chưa kể là ngộ không sẽ đánh theo hàng dọc đến việc mà ngộ không clear đội hình của tiêm địch rất là tốt nhưng này thì pháp bảo thì còn thiếu nữa thôi Còn thiếu khoảng 10 level nữa Là lên pháp bảo 155 Chúng ta có lượng máu rất là tốt Lượng máu với 331 triệu máu Và lượng tấn công 27 triệu Tuy rằng như thế này Mà bạn này vẫn bị sợ phản đam ngỏ Chứng tỏ rằng là bắt buộc Cái tình hình thái của ngộ không Khi mà đánh cửu Linh Thánh Hầu như sẽ bị khắc rất là mạnh Đây là một cái bộ thiên ký của bạn này Bạn này vẫn sử dụng những bộ thiên ký Như là có kháng Uh, phản đam này đây cũng kháng phản đam này tứ tượng nữa này đấy thế mà vẫn bị thấm là các bạn hiểu như thế nào và có chuyển đổi nhé chuyển đổi phòng thủ thành tấn công để tăng lượng đam lên cũng có thần thông ghép kinh hoàng quán nhật đây là bộ đây là đội hình đối với mình rất là chất lượng nhé thì chúng ta có một tiểu bạch long tiểu bạch long là một tiểu bạch long thức tỉnh thì các bạn biết thôi tiểu bạch long thức tỉnh thì phần trăm giảm trả thương nó rất là cao bởi vì tiểu bạch long sẽ ra được kỹ năng nhiều kết hợp với đó thì tiểu bạch long sẽ kích hợp và cái kỹ vật cái thiên cái kỹ năng này khiến cho cái tầng cộng dồn giảm trả thương của tiểu bạch long lên rất là cao đây là một tổ tiểu bạch long có thiên kỹ thiên hậu để tạo hồ thuẫn này, hay là có hẻ được luân hồi cũng như là có đằng vân giá vũ để tăng đam hai nhịp đầu Uh, thật ra thì uh, đối với mình thì cái hai hiệp đầu này nó hơi là nhanh bởi vì tiểu bạch long là phá hiệp rất là nhanh các bạn để ý là hai cái hiệp này của tiểu bạch long vậy thì hầu như tiểu bạch long này rất rất cực kỳ mạnh ở hai hiệp đầu với việc là uh, kết hợp với phần trăm giảm sát thương từ đây 50% mươi giảm sát thương kết hợp với đây tích lên rất nhanh thì sẽ khiến cho một tiểu bạch long là siêu trâu ở hai hiệp đầu đấy để cho các bạn dễ hình dung uh, thần thông của tiểu bạch long thì uh, ủa Chủ Nick không có cái thần thông phòng thủ à Mình nhớ là giống như Tiểu Bạch, uh, Tiểu Bạch Long có một cái thần thông phòng thủ mà Đúng không? Đúng không các bạn nhỉ? Để mình xem là sẽ thiếu một cái thần thông phòng thủ để cho uh, Tiểu Bạch Long trâu hơn Để mình xích vào đồ giám này Đồ giám thần vật này Thật ra chủ Nick mà chơi 300 ngày rồi thì chắc chắn chủ Nick sẽ chơi phải rồ hơn mình rất là nhiều rồi Đây Thiếu Đúng không? Ủa Tiểu Bạch Long không được cái thần thông này À có chứ Sao lại không đóng cái thần thông bất động minh vương nhỉ? Các bạn ạ, thần thông bất động minh vương là nó rất là khỏe, không biết là chủ định có thể là quyên đấy các bạn Hoặc là không để tâm vào, nhưng mình thấy là một tiểu bạch long phá cảnh 24 Các bạn nhìn chung này, tiểu bạch long là tướng nước bi thứ hai ngang đế thính ấy, đế thính cũng được đầu tư Vậy là đế thính và tiểu, bởi vì chúng ta thấy là phá bảo 150 nữa Vậy là theo như mình nghĩ là thiếu một cái thần thông đó khá là thiệt thòi đúng không? Thay vì đó bỏ cái thần, ở ờ, đang chạy này tránh nữa Trẻ này thánh có hai chăng để làm một quả thần thông ghép Anh bà Rồi thừa một slot cho cái thần thông đỏ lúc nãy để thêm phòng thủ à, Có đỡ đòn đến từ thanh niu Hay là có nguyên thân để thêm phòng thủ các bạn thấy không à, Hoặc là sau này bỏ cái này cũng được Bỏ cái này đi để cho thần thông uh, lục nhâm vào Thần thông lục nhâm vào đúng không Có lục dương thì phải đóng thêm lục nhâm nữa Rồi thần thông ghép tiểu bạch long nhưng mà tầm này cũng khá là phải chờ đợi đấy Lô quyển chạy không có Những cái nick này vẫn phải chạy lô quyển chứ Thật ra lô quyển chạy rất là rẻ Các bạn rất là rẻ, rất là ngon Có 400 nghìn mà các bạn chạy lô quyển 400 k dinh Mà các bạn chạy lô quyển như thế này đối với mình nó quá ngon luôn à, Tiền đại hiện tiền đây thì mình vẫn đang nạp thẻ dinh các bạn nhé Mình vẫn nạp thẻ game Tây Du VNG cho các bạn Ở à, đợt này hơi ế nên cũng phải gắng chạy KPI tí Ờ, à, Ok nhá, trong tiểu bạch long rồi, chúng ta xem thần hồn này. Kháng mạo chính xác né tránh vật phòng quá bạn để chưa? Toàn là thần hồn vòng phòng thủ luôn, thần hồn thuộc tính phòng thủ hết. Chúng ta đến trừ bạch giới, đây là một trừ bạch giới thức tỉnh với việc mà chạy trừ bạch giới thức tỉnh ấy, thì hầu như là ngũ không sẽ rất là đủ liên kích, cũng như là tim sẽ rất là đủ nổ, chưa kể là bổ sung thêm phần trăm giảm sát thương cho đội hình nữa, cực kỳ tuyệt vời. Chưa kể là ngộ không sẽ nhận được cái trạng thái phục thủ. Đấy, giống kể câu chuyện truy kích thôi. Ở à, đây là một trừ bật giới có trả mấy trừ ma có minh vương pháp tướng và có sắc tăng định không level 5 nha các bạn à, ờ, Cái này thì vẫn là tím thôi à, Chúng ta có đế thính, đế thính có vẻ là được đầu tư hơn đúng không Nhưng à, nick này thì vẫn đang thiếu cái câu chuyện là pháp bảo đỏ Nên là pháp bảo đỏ của đế thính nó vừa phải thôi một đế thính hiệu ứng choáng các bạn thật ra cái thiên lai địa võng này mình vẫn thích để uh, cho tiểu bạch long hơn nhưng thật ra chủ ni cũng đang cần cần tiểu bạch long trâu hơn có hai chăng mà sau này mà hẹn uh, được luân hồi ấy. theo cho mình mình nghĩ cái này vứt vào cho đủ. nata cũng được các bạn đúng không tuy rằng nata hị máu nhưng có thể là cho nata lên hàng đầu rồi sử dụng uh, đỉnh phong ba cũng được đây đăng ký ở uh, đi đang đi uh, thiên tịnh xa thật ra là ít nhất là bởi vì thật ra mình muốn là cho tiểu bạch long này chạy, chạy chạy choáng phê hơn này hoặc là chạy hiệu ứng gì đó cho nó tốt hơn thôi như thế này cũng được thật ra mỗi người có một cái định hướng khác nhau các bạn nhé còn mà như thế này hỏa họ, hỏa liên trùng sinh này mình muốn chạy với sức tắc thì không bởi vì càng trụ đường lâu ấy thì các, các, các bạn sẽ giật được nhiều sức tắc thì không các bạn nhé Đấy, mỗi người có một cái hướng bưu khác nhau các bạn không ai đúng ai sai nhưng đó là cái tư duy cá nhân của mình có thể nói sai thì có gì chủ đi thông cả À, chúng ta có câu chuyện của trưa bạt dưới đây là cũng là trưa bạt dưới thức tỉnh luôn các bạn nhé Đấy, một số bạn thì bây giờ hỏi là tại sao đường tăng thức tỉnh hay trưa bạt giới thức tỉnh hay di lạc thức tỉnh đối với mình thì mỗi con tướng nó có một cái hướng bi khác nhau các bạn nhé nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà các bạn đang đội hình các bạn đang bi kiểu gì chứ mà khi mà các bạn hỏi mà chọn đường tăng thức tỉnh hay là trưa bạt giới thức tỉnh hay di lạc thức tỉnh thì thôi mình nói các bạn đừng có chọn nữa các bạn tích đi tích đi rồi sau này các bạn lấy thiên đế thức tỉnh cho nó khỏe, Đấy. đơn giản đỡ phải nghĩ nhiều các bạn chạy thiên đế thức tỉnh luôn chạy, chạy hai thiên đế cũng được ấy rồi các bạn lúc đó sẽ có những lợi thế riêng đúng rồi có thần tông hào quang này ờ, được cái thì mình xem nào để thính kỷ vật ủi vẫn là chạy giảm chặt thương à không chạy luôn nổi à? hầu như để đối với thánh thì đối với mình như thế này cũng được bởi vì uh, thánh đam sản trực tiếp rất là cao không phải là phụ thuộc vào quá nhiều đam gián tiếp như tiên tiên này đánh đam gián tiếp khá là nhiều đấy có thần lưu kiểu hay là yêu cũng là đánh đam gián tiếp ví dụ như có thần thông yêu vương ấy còn bạch cột tinh hay là đấy, bạch bạch cột tinh thì bây giờ có cố thồn của của tướng quân thì cũng gián tiếp nhưng riêng tôn của không thì hầu như là đam trực tiếp rất là mạnh nhưng này thì các bạn nhìn vào cái phá cảnh này, phá cảnh 26 này phá cảnh 24 này ngon phá cảnh 24 này phá cảnh 24 này và phá cảnh 23 Đấy, từ bạn dưới 15 và cuối cùng là con ghẻ là Nata Thì đây chắc chắn là Natra Sport các bạn nhé Các bạn đỡ phải suy nghĩ nhiều Đấy, mỗi người có một cái hướng bi khác nhau Và hầu như nó sẽ cộng hưởng Nó làm cho cái đồ hình của nó tốt hơn Bây giờ không phải là lối bi như ngày xưa nữa Bây giờ là lối bi phối kết hợp Miễn sao mà các bạn cảm giác phù hợp Chứ ngày xưa là lối bi Ngày xưa mà dưới dưới 150 ngày ấy thì cái chỉ số 20% sập tương 20% giảm giá thương nó ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng khi mà các bạn lên tới ngày thứ 300 ấy thì những cái option này nó khá là nhỏ rồi. Bởi vì bây giờ cả cái chỉ số cao của mọi người đã lên hàng trăm rồi. Đây đây là, là 384 rồi 364 rồi. Thì cái chỉ số như 40% sập thương hay 40% giảm giá thương bị mất trong quá trình đánh ấy, thì nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nó chỉ là mất mát đi khoảng 10% sức mạnh thôi. Còn ngày xưa ấy, ngày xưa mà khi mà cái này ấy, nó chỉ khoảng 100 ấy Thì mất đi 20% hay mất đi 40% thì các bạn đã mất đi 40% sức mạnh rồi Còn đối với các nick bot ấy, bây giờ cái chỉ số này nó lên tới 1.000 rồi Thì bây giờ cái 20% nó quá là nhỏ bé Vì thế đó là lý do tại sao mà đồ hình của bot, đồ hình của nông dân cải chay Hay là một cái đồ hình của server mới, nó lại khác nhau như vậy Đấy cái okay, phân tích đội hình như thế này thì chúng ta có thể là mượn thượng được là đội hình này bị ok rồi và chúng ta uh, cùng xem đánh trong môn trong nick này một tí đi lực chiến này uh, mình đánh thử lực chiến đây bạn này uh, đi một tỷ thì mình thử đánh bạn 8 tỷ xem hơi chơi, hơi lệch nhỉ ồ oh, gặp một bạn diên vương minh giới bạn này có vẻ là uh, phá cảnh 25 mươi Phá cảnh 25 tầm này mà server này phá cảnh 26. Và nick này cũng uh, cũng cũng ổn đấy. Bạn này để uh, tiểu bạch long ở vị trí số 1 các bạn. Bạn ấy đang để tiểu bạch long ở vị trí số 1. Tư uh, oh. giới tiền phạt chế nhân dính ngay uh, quả choáng luôn các bạn và Diêm Vương thì Du Long Quy Hải thì Phật Long thì cũng chu Long Quy Hải Mà bây giờ à... đây cũng Chu Long Quy Hải luôn thì phải Ồ, kích lưu liên, liên kích các bạn nhé các bạn thấy chưa đánh tịch diệt vẫn rất là tốt nhé được cái nick này thì có tịch diệt nick chú heo của mình chỉ chờ mong tịch diệt thôi các bạn không có tịch diệt bây giờ đánh kiểu linh thánh nó cũng khá là mệt mà này đánh như thế này ăn chắc mặc bền đấy các bạn ui báo đùng đùng phúc tình cào chiếu Ê, hê, hê. Thế lượt tịch diệt rồi thì hầu như rất khó có thể đánh được cửu linh thánh Nhưng mà bây giờ kích được tịch diệt thì rồi thì phá bỏ được Rồi cái đầu phải phá tầng chân nguyên nữa Thì vừa vừa kết thúc cửu linh thánh luôn đánh chênh 8 tỷ là đánh chênh 3 tỷ đấy Chênh mình hơn người ta 3 tỷ thì ok đam như thế này vào khóa sâu rồi Các bạn thấy chưa cái option của tỷ bấy long spam thức tỉnh ấy Ui, hình kích lên 6 đi, 5 đi, đánh cho nó nhanh đội hình bằng bên dưới này cũng rất là ok các bạn nhé Đây là một tôn không chảy đủ nổ khí các bạn nhé Bởi vì chúng ta có ngự linh Ngự linh là bạch trạch Các bạn nhé Ngự linh là bạch trạch Vì thế là sẽ kích hoạt bí bảo để lấy số nộ Khí là 4 nộ các bạn nhé Bạn này vì không có bạch trạch năm sao Nên bạn này mới chạy cố chấp đấy Các bạn thấy chứ mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau Thế và bạn này để vị trí thứ ba thì có thể là ăn được vị trí điều anh chiêu luôn tí hưu để vẫn là chạy vị trí thiên để hồi máu được ok các bạn nhé Bồ bộ, bé này đối với mình rất là hay các bạn ạ Đấy Đâu rồi nhỉ Trư bạt dưới đây rồi Đâu rồi Trư bạt dưới tiên phạt chế nhân này Đấy, Ui Và anh nhái kiểu hang ngự linh 6 các bạn ạ vãi thật Bạn này đầu tư ngon nha các bạn nha Tầm này mà chạy ngự linh 6 rồi Thần kích giờ mình mới để ý Ngự linh 6 tiên phạt 6 Trả miêu 6 Sắc tắc 5 Thủ hồi dưới 6 Được chạy uh, trùng thiên 5 các bạn nhé bạn này chạy trùng thiên 5 để tăng đánh thường chạy tăng liên kích nữa được 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 các bạn thấy như người ta dồn lực rất rất là đáng sợ các bạn nha dồn để cái này lên level 5 hầu như là sắp 6 rồi nhưng năm cũng đã quá mạnh rồi các bạn ạ mỗi uh, mỗi dòng người tranh nhau 4 phần trăm đúng là vào cái mỗi nick là chúng ta có một cái sắp tới mình nói thật đấy sắp tới ấy, khi mà các bạn nông dân cải chay mà chơi đủ một năm ấy các bạn sẽ phối được rất nhiều đồ khi mà các bạn có nhiều nguồn lực tài nguyên các bạn các bạn cứ chơi đi từ từ rồi khoai sẽ nhừ. chúng ta vào đồ quyết vinh dự nào hạng hai năm mươi ba xe liên server, rất là khỏe đây là cụm liên server của tôn giả kinh rai đế thích và alt toàn những idol quen thuộc của chúng ta cả đấy, chơi cho vi này mỹ vương này bạt giới đây một cộng một bằng chấm hỏi được 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 các bạn được nhé để mình xem chiến báo nào 11 tỷ 11 tỷ lực chiến đánh thắng 12 tỷ đánh thua 13 tỷ đánh thắng 10 tỷ thắng nhiều nhất của nick này là đánh thắng bao nhiêu tỷ nè thắng cao nhất là 12 tỷ à mình xem phòng thủ thì sao phòng thủ có thắng 13 tỷ các bạn nhé đánh thắng bạn ui đúng rồi gặp một tiên này là tiên hai uh, hai tiên đế này các bạn này thắng 13 tỷ nhá thắng thắng cả 14 tỷ này anh này đánh có thua 14 tỷ và có thắng 14 tỷ Nghĩa là các bạn hình dung là Bi ok các bạn Tầm này mà đánh tranh lật kiến được thì ngon Gặp bao nhiêu đây Gặp 14 tỷ thôi khoai để gặp tận này Gặp, gặp hạt Gặp hai thiên đế nhé bạn nhé Phá cảnh 27 Tranh 3 tỷ lật chiến hai bạn tranh 3 tỷ lật chiến nhau Tầm này thì hầu như là tất cả các phe đều cân bằng rồi Chỉ có hai trang thì yêu giới chứ cân bằng lắm thôi Còn tiên và minh bây giờ thì khỏe lên rồi kích được du long quy hải không đúng rồi không thể truy kích phải thật thôi xong rồi xong rồi mình thấy mì không thể truy kích hai lần vậy là bên kia có thể là câu chuyện là bạch vũ năm sao các bạn nhá bây giờ và anh nhái đánh cho không đủ nổ khí luôn có cả quan âm nữa các bạn ạ thôi 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 nick, nick này quái quá nick này chơi gặp đúng phải quái vật rồi nhìn mì bốn tỷ này nhưng không phải mì bốn tỷ được <laughs> hai thiên đế hai con âm sợ thật đánh gì nữa các bạn tầm này thì đánh gì thắng nổi không bây giờ chỉ còn tấn công không bổ sung thôi nhưng bên kia mình còn cố chấp không còn cố chấp Cứ kích, này. kích được liên kích không bổ liên kích các bạn nhé bổ liên kích có đủ clear sạch không vẫn đang còn tịch diệt Ờ, vòng 1 rồi ờ, Trạng thái hỏa nhãn kim tinh vẫn đang còn Tiếp tục kích hoạt liên kích Còn hai lần liên kích nữa các bạn nhé Nhưng bên kia còn cửu linh thánh Còn 4 liên kích Chào các bạn mà biểu diễn năm mới. Ui, phá mấy tầng chân nguyên Để phá mấy tầng chân nguyên này thì hầu như rất là khoai Tầng có hai trăng thì phải chạy thịt diệt các bạn ạ Chứ mà đánh bình thường vẫn bị phản đa bình thường nhé lúc nãy chúng ta xem là tại sao đánh được kiểu linh thánh bởi vì lúc đó nó kiểu linh thánh bị dính hai quả tịch diệt rồi đấy, thôi tầm này khoai rồi bởi vì mình không có hồi sinh mà đấy, khoai đấy các bạn nhé nhưng mình công nhận là những này đánh khỏe ui đánh 16 tỷ thôi bỏ đi à, mạnh quá đây giờ ghép cũng khổ đó. ghép 15 tỷ lại tiễn tiễn hai thiên đế 15 tỷ Nói chung là nick tốm Đặc điểm của nick tốm là ghép nó tranh lực chiến nhau rất là nhiều uh, Quanh đi quẩn lại chỉ có 2-30 người thôi Còn meta nông dân cải chay lại khác Vì thế mình nói với mà bảo mà vào nick nào sướng nhất đấy Mình nói thử các bạn là vào nick nông dân cải chay nó sướng hơn nhiều nó nó Thứ nhất là có, có nhiều viewer thích xem Thật, các nick nông dân cải chay Thứ hai là chúng ta nhìn được Rằng là có mấy... Ui, <laughs> cái gì thế này tịch diệt và giật kìa kia mình xem thần uy là một quả thần uy bao nhiêu này Né tránh thành công vãi đạn thật <laughs> Các bạn nhớ cái câu chuyện ngày xưa mà tiểu bạch long mà Ui Tiểu bánh long ngỏm quá Bị tịch diệt đi rồi. Các bạn nhớ ngày xưa mà cái câu chuyện server mới mà mấy ông chơi dương tiễn Cực kỳ cay tiểu bạch long luôn Bởi vì ăn rồi nó ôm hết đam mình các bạn Không bị thắng không kèo căng đấy Ui, ui các bạn ơi, vẫn có cửa thắng vãi thật. Vẫn là này nọ tính ra nhờ có tiểu bạch long nhá, có nhờ tiểu bạch long ôm đam <laughs> hai ba lần đầu tiên nhá. Bây giờ các bạn nhớ nhá, bây giờ này tư duy bi của chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều, nhất là các bạn có những cái định hướng bi mới. Trò chơi nếu mà số bạn hỏi bây giờ có bao nhiêu kiểu bi của trò chơi này thì mình nói với các bạn là ít nhất phải 40 kiểu bi các bạn nhá. <laughs> <laughs> đó là lý do tại sao mà mình mình chỉ cần là có ui thôi xong rồi hồi sinh ớ bên kia sao hồi sinh thiên đế các bạn ạ thiên đế năm chính à ui thôi xong rồi chơi thế này ai chơi các bạn hồi sinh hai lần hồi sinh hai người các bạn ạ đúng không các bạn có phải không một lần ngự linh à các bạn người ta chạy một lần ngự linh <laughs> từ mình phải soi đồ bạn này chứ không biết là tại sao lại chạy ngữ linh ghê thế nhỉ? Hay đấy các bạn nhé lối vi mà chạy ngứ linh hai lần. Ở à, quyền. Chạy hai lần Bạch Vũ. Để hồi sinh hai lần. Trong đó nó có thiên đế. Ở à, Bạch Trạch. Không phải Bạch Vũ, Bạch Vũ là chiến linh Bạch Trạch nha các bạn. Bạch Trạch con bé hồi sinh ấy. Được được, từ dưng này xem mà cứ tưởng rằng thắng nhưng thật ra là thắng không dễ các bạn nhé. Uh, có bạch trạch ở vị trí địa và ngự linh ở thanh niên nào nhỉ thanh niên này ngự linh à hay hay các bạn nhé hay hay các bạn nhé cho thanh niên này để ngự linh ngự linh địa gọi vậy là sẽ là hồi sinh hai lần các bạn ạ được hay hay các bạn ạ hay hay <laughs> Các bạn lúc nãy thấy hồi sinh hai lần đúng không? Thôi thì, uh, xem mà uh, ghép cái trận nào thắng đi. Chứ mà giờ ờ uh, gặp bạn tịch diệt đấy rồi. Gặp bạn tịch diệt cũng hai thiên đế này. Nhưng không biết là bạn này có chạy ngự linh không? Bây giờ các, các, siêu sao bắt đầu chạy ngự linh đẳng cấp hơn nhưng các bạn ạ. Không phải chạy ngự linh anh chiêu, chạy ngự linh tiên phạt chế nhân nữa. Mà bây giờ chạy kiểu chạy ngự linh thiên đế các bạn ạ. Đáng sợ ta tức là thiên đạo giao long nhập hải thần thủy tiên ha ha pháo qua che vào mắt vẫn rất là đau các bạn nha vẫn rất là đau thiên đạo tức là ta kích du long quy hải các bạn thấy chưa lợi thế của tôn ngộ không mà nếu mà ui vãi thật giật luôn hồi kìa chung mà có những sự khác biệt mà chúng ta khó có thể hình dung được các bạn ạ. hay cao này mình đánh giá chủ nick nhá lối bi hay các bạn ạ nghĩa là người ta đã tìm ra được cái hướng bi của của ông không phải là của chính bản thân mình mà có cái chất riêng rồi có thể là học hỏi từ người khác có học hỏi từ người này người nọ Nhưng ít nhất người ta cũng hiểu được rằng là mình cần phải bi như thế nào bi ra sao với việc mà mình chơi 300 ngày như thế này rồi linh hồn hồi ta sẽ giúp người quá giải quan mang trong lòng đúng không? Ờ, thôi uh, clip của mình đã kết thúc rồi ờ, uh, một lần nữa cảm ơn chủ nick đã cho mình một nick ờ, uh, rất mong chờ rất nhiều clip khác đến từ các bạn chơi siêu siêu chơi yêu Bây giờ mà muốn mà các bạn chơi pro hồi ấy, tối thiểu các bạn phải chơi 90 ngày trong một phe nào đó hoặc là 120 ngày trong một phe nào đó. Riêng bản thân mình bây giờ cũng khá là bị mong lung trong phe thánh các bạn trong khi đó mình là chơi 320 ngày về phe thắng Bởi vì nó có quá nhiều hướng bi Nên bây giờ là nếu mà mình chọn hướng bi này Thì sẽ không thể test được các hướng bi khác Đó là lý do tại sao mà mình vẫn rất muốn là Mỗi người cùng tìm nhau tìm hiểu Để từ đó tìm ra được lối bi đẹp nhất Còn riêng bạch của tinh ấy Riêng phe minh giới bây giờ đã có cái cái lý bi chuẩn của nó rồi Bởi vì nó chỉ cần combo hai tướng thôi Là bạch của tinh và kiểu đinh thắng không còn giờ gì nữa bây giờ phe thánh bây giờ là một là câu chuyện mới đó là câu chuyện kháng phản đam câu chuyện chạy hiệu ứng hay là chạy nộ đấy nó cũng là vậy ok nhá một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại à, các bạn thấy hai buổi cho mình một like và đăng ký với